Kết quả là bông mít cục đỏ sơ vàng nha. Vườn này là được 16 tháng tuổi. Lúc 14 tháng tuổi thì bên trung tâm cây giống cũng như anh Kia đến để hỗ trợ kỹ thuật làm bông nha. Đây là kết quả nè. Hôm nay xuống bông rất là đạt nha. Bông nào bông nấy rất là to nè. À, một cây 14 tháng nhưng mà hôm nay nuôi thêm 2 tháng, 16 tháng. Vừa nuôi bông ha, vừa nuôi cây nó cũng khá là to nè. Bữa nay bông lớn lên bông nè. Hiệu quả ha. Tại vì hàng ngày em đi sáng ha, quý bà con chúng ta nhìn thấy bông nó rất là sáng à. À, anh kia, ở vườn này mình làm bông cho anh xài cái phân thuốc gì anh kia? Cái này thì phun cái MKB ha, MKB 1060 10 lăng 89 và cái ra qua đồng loạt. Đó thì cái bộ 4 này kia cho phun là 300 lít nước thôi bà con. Đó. Thì nhiều cái video rồi thì kia ông chia sẻ cho rồi, video này kia ông nhắc lại cho bà con ha. Thì bà chúng ta phun sương nhẹ ngoài lá, đồng thời nữa là ở trong thân, chủ yếu là trong thân chúng ta phun càng kỹ thì nó càng đạt hiệu quả bà con ha. Phun mà nước làm sao mà nó chảy gồng gồng vậy á, ở trong thân á nó ướt đều những cái như cái cây nè. Giả sử như bà con phun ướt ở trên này mà dưới này nó không ướt nó cũng không được ha. Tất nhiên là mình phun trên chụp xuống vậy, dưới mình đưa lên cái nữa cho nó ướt tròn tròn cái nhánh cây. Đó, nó mới đạt hiệu quả bà con. Thì khi bà con phun ba cử thôi là bắt đầu là bà con thấy những cái mắt cua ha, những cái mầm nó đã bật ra rồi. Đó. Hầu như là phun sau ba cử là nó sẽ ra là tầm khoảng cả 70% đó bà con. Đó, 70% ha. Vườn dạ. Hiện tại bây giờ trên cây nó đang tầm khoảng 20 bông. Bông dạ, 20 bông. Rất là to. Không, nhưng mà sau này mình có thể để từ 5 tới 6 trái thôi, chứ mình không có để cái số lượng hết bông này đâu chị Ly. Dạ. Dạ. Anh chủ vườn anh cũng tính để là cây này 4 trái nè. Dạ. Dạ mình đi qua cây tiếp theo. Dạ. Nó ra dữ lắm, ra luôn. Đó, cái này là ok luôn. Thì cái giai đoạn này là rất là quan trọng luôn này chị Ly nè. À, giai đoạn bông mà như thế này ha, là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ cung cấp dinh dưỡng vô. À, cung cấp dinh dưỡng vô thì nếu mà để cho nó hấp thu được nhanh ha, thì kia cho tưới cái Somat Israel. Đó, Somat Israel cộng với cái humic cho băng gòn. Đó, thì một xô 20 kg thì bà con trộn cho 4 kg humic cho băng gòn. Đó thì đâu đó thì bà con sẽ tưới tầm khoảng cỡ từ 350 cây khi mà cái hoa nó còn nhỏ ha, và cái trái nó còn nhỏ. À, khi mà là mình để cái số lượng trái sau này nhiều hơn thì mình có thể giật lại cái lưu lượng đó. Đó thì như cái vườn này thì anh Dũng anh mới tưới mới có 4 ngày thôi bà con. À, thì bà con thấy những cái hoa mà nó lớn rất là mập luôn. Anh Dũng tưới pha cái cách như em nói không anh Dũng? Đây nè, ngồi đây nè. Pha ra 350 cây. Anh tưới xô gì đâu anh chia sẻ với bà con luôn nè. Somat Israel. Mình có pha với humic không anh? Có gì? Có xô pha 4 kg humic. Dạ, một xô Somat Israel 20 kg. 4 kg humic ron. Dạ, cộng thêm 4 kg humic gia băng ron nha bà con. Ừ. Như vậy là như lượng bông như vậy là anh tưới 350 cây. Dạ. Có theo quy trình của Kia không hay là tự làm? Theo quy trình của anh Kia. Theo quy trình ha. Dạ. Dạ. Đó thì theo quy trình thì mới có kết quả được như vậy nha bà con. Đó, còn ví dụ như mình cũng phải phối hợp từ kỹ thuật nhà vườn đó, nó phải liên kết liên hợp với nhau cho nó đúng cái liều lượng, đúng cái thời gian, đúng cái tiêu chí, đúng cái thời điểm nữa, quan trọng là đúng cái thời điểm nha bà con, nó mới là cái cốt lõi và cái quan trọng đó, thì mới có được mỗi người một cái tiêu chí, nhưng mà gom lại nó đúng tiêu chí với nhau thì nó sẽ là một cái ưu việt ha, để cho có cái vườn mít cục đỏ cho bạn đâu siêu trái như vườn của anh Dũng ở Bình Tân Vĩnh Long đó. Đó ra thì có chia sẻ gì cho bà con mua sao không lên đó. Đi mình đi về dày lên để cho bà con ta thấy ha. Thì cái kết quả hầu như là cây nào cũng như cái nấy bà con ơi, thì nó ra hầu như là tuyệt đối luôn, nó ra tuyệt đối đó, bà con thấy nè, những cái hoa nó ra những cái trái như này là phải nói là ok chân nè. Khi mà những cái trái này bà con tưới cái Somat Israel vô nữa thì bà con thấy cái tỷ lệ trái mà nó lớn cực kỳ nhanh ha, rất là nhanh luôn. À, anh Dũng anh chia sẻ anh tưới cái vườn lớn là khoảng tưới 3-4 ngày là thấy trái khác luôn á anh. Tưới lớn dạ. Dữ lắm không? Khi mà cái trái nó xuống gì là bà con thấy nó lớn nhanh, dữ dằn nhanh lắm. Bông mà anh nhìn thấy nó non luôn. Anh tưới 3-4 ngày sau là thấy khác liền. Đó, bà con thấy ha. 4 ngày nữa. Thấy cái bông nó non lên luôn, nó sáng luôn. Sáng bông luôn. Thì cái dinh dưỡng mình đi đúng lúc. Vậy là anh biết nó non rồi nè, còn cái bông mà kiểu hôm đó anh chụp cái vườn của anh hướng cái bông nó xanh hơn cái này nữa nè. Bông nó còn già. Khi mà anh đúng rồi. Đây nè. Trái này nè, bỏ nè. Dạ. Trái này lấy nè. Này lấy nè. Đó là ok. Đó, thì cái nhánh này dư trái rồi, cái nhánh khác lắp mình bỏ. Đó. Thì đây là cái kết quả bà con ha, kết quả mà kia chia sẻ kỹ thuật để làm bông, làm trái mùa nghịch đó để cho cái vườn của anh Dũng ở Bình Tân Vĩnh Long. Đó, cái kết quả thì bà con thấy rất là tuyệt vời luôn.
Thì bên trung tâm cây giống cũng có hỗ trợ kỹ thuật làm bông làm trái tại vườn nha. Anh chị này chúng ta quan tâm muốn làm bông mít cục đỏ sao vàng hoặc là bông mít Thái á, thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống cũng như là anh Kia được phục vụ cho quý bà con chúng ta một cách tại vườn giống như cái vườn của anh Hướng vậy luôn không anh Kia? Dạ. Vườn anh Hướng là về đích rồi đó. Về đích rồi. Vườn của anh Hướng hiện tại giờ là tầm khoảng cỡ 6 kg hết rồi đó. Bông mình thấy nó non luôn. Non nên thấy làm rảnh luôn. Dạ thấy rồi. Cái bông này là mai nở nè, nay mai nở rồi. Có. Bây giờ mình làm bông làm trái nên chung là tới giai đoạn này là tuyệt rồi. Bây giờ mình phải giữ trái nè. Thứ nhất là người sơ đen. Ha. Thì người sơ đen cái gì đó thì anh cứ bên da nó cũng có chia sẻ. Dạ. Có cũng tới bộ chưa lắm khuẩn nó với chai MD79. Chưa nắm ba tác dụng 79 ha. Dạ. Nhưng mà MD79 đó, bộ nó là cực kỳ luôn á. Bên vườn anh Hướng là không ai nói chứ không chưa có trái nào á. Đến giờ dạ. Là chưa có trái nào sơ đen luôn. Dạ. Vườn này anh xịt người mấy lần sơ đen à anh Dũng? Em xịt hoài chị Lý ơi. Em xịt cũng thường hoài à. 4 lần chưa? Trên. Trên hả? Anh Hướng là anh xịt có sao? Coi như là em coi như là lúc giai đoạn bông khi thế này là bắt đầu là em xịt tới anh. Dạ. Vườn lớn cũng vậy luôn. Cỡ vậy là mình người sơ đen liền. Không, mình không phải là mình định hay mình khen hót, cái nào mình thấy nó đạt là mình nói đạt, còn không đạt là nó không đạt chứ không phải nó chứ không có nói rượu nói theo miệng. Ở ví dụ như không đạt người ta về người ta nghiên cứu lại với công ty rồi ông làm cái đó hay sao cũng chuẩn nào phải không? Còn độ không biết cứ nói theo miệng không đụng được. Làm không ra nó môn chân. Cái gì mình nói còn thực tế. Wow. Em nói cái gì cái này tư vô làm thấy trái nó lớn đâu mà bông nó sáng, em nói là sáng nó bông nó sáng mà nó non. Dạ. Nó non vui, non vui là anh nhìn biết liền. Mấy bữa hổm em nói cái bông nhỏ nhỏ vậy nè nó nở trái, em nói đợt trước anh qua đó em hỏi đủ lớn không giáo đó sẽ thấy, nhưng mà cái trái nhỏ xíu đó anh nói lớn bình thường. Giọng vô xô bữa nay đợt trước rồi thì đợt trước anh qua đó em nói anh em gãy phân. Ừ. Mình mới giọng xô vô đợt sau này là mới 4 ngày là thấy cái bông bự lên liền. Bông bữa nay chị thấy không chị Ly? Bự thiệt chứ không phải là em nói thực tế. Có bông nó muốn bằng cái nhóm rồi trái luôn. Ừ, nó non mà nó bự lên luôn. Phải đúng cái vậy mới được. Cái phân xài không lợi nha anh. Phân gãi vô không lợi nó. Cái gì em nói là thiệt. Mình cũng phải có phân, tại dạ. Sao cái định lượng phân. Tới đây thì sẽ cho anh xài là cái 3 số 16 hoặc 3 số 17. Dạ. Ừ. Hôm bữa là xài 20-15 đúng không? Xuống trái dừa. Tại anh biết không, xài phân vô là để mình có tác dụng là gì? Vừa nuôi thân, vừa nuôi trái. Dạ. Để cho cái cây mình cái mùa sau, mình ăn cái mùa này nó còn mình tính tới cái mùa sau nữa. Dạ. Mùa sau thì như những cái cây như vậy không? Những cây như đợt mùa này 16 tháng tuổi cho anh để 3 trái hoặc 4 trái một cây. Mùa sau thì em sẽ cho anh để 6 trái 7 trái. Dạ. Dám hứa với anh 100% luôn. Gốc này có nhiêu gốc? Gốc là 40 à? 40 hoành này. 40 hoành. À. 38. Thì khi mà nhiều cái vườn mà anh Dũng thấy ha, khi mà người ta để trái xong, thu hoạch xong á, người ta còn chưa có thời gian là gì để phục hồi lại cây. Okay. Nhưng mà tụi em làm không có cái thời gian mình phục hồi cây. Thì mình đang mang trái, mình cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, khi mà anh thu hoạch hết trái cây vẫn xuân bình thường. Còn điều kiện mà cần thiết không, thu hoạch trái xong cứ tiếp tục làm bông luôn. Chứ mình không có đưa cái khoảng thời gian mà chờ phục hồi cây, nó mất, rất là mất cái thời gian. À, thì cho nên là về cái chế độ dinh dưỡng mà ở cái giai đoạn hoa này cũng như là cái giai đoạn mà người ta nuôi trái á, là cực kỳ quan trọng luôn. Người ta phải đi đúng theo một cái liệu trình bao nhiêu ngày không người ta. Yeah. Mình sẽ bón một lần á, thì cây mà khi mà là thu hoạch là cây cực kỳ sung. Yeah. Ngoài ra trong cái điều kiện mà trái đúng không, đôi khi mà cây sung quá đúng không lại bông nó tự tiếp tục ra luôn. Chứ không phải là sau này mình xử lý nó mới ra bông á, sung thì nó cứ ra thôi. Cái là rồi cái bông nó xanh xanh gì nè. Nó nở ra trái nhỏ gì không nè. Dạ. Em hỏi anh nè, anh nhớ không? Dạ. Nó thứ gì nè. Bây giờ là nó ra cái trái này không? Bắt đầu nó ra sao là sao nó bắt đầu ra trái bự rồi. Cái bông nó bự lên liền là nó nở trái bự liền. Tại vì mình tưới sô nuôi trái á. Bà con ha, tự nhìn rồi tự nhận định rồi bà con tự đánh giá luôn. Dạ. Theo cái kết quả thực tế. Nhiều khi người ta không thấy, người ta không biết, chứ còn tôi làm thì thực tế là tôi biết. Video cho băng là hỗ trợ cái này nhiều. Rồi nó nhỏ vậy nè, xanh xanh vậy nè. Nở ra trái nhỏ xíu là nó có nhiều coi như là nhiều kỹ thuật, nhiều dùng. Ví dụ như là anh Kia này hỗ trợ bên Tiền Giang và Long An, không? Rồi như là anh Nam Lùng, yeah. Không? Nam Lùng là dùng Hậu Giang, rồi bên Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, dạ, đó, rất là rồi. Nhiều. Nói chung là 13 tỉnh đồng bằng sông Long á, hầu như là có kỹ thuật của công ty Long Dân hết. Bà con cần cứ alo số 2 số điện thoại cho màn hình. Rồi anh Sang là ở An Giang, dạ. Đó rồi anh Cường thì Khánh Đồng Tháp với anh Lộc ở Khánh Đồng Tháp. Dạ.
đó. Thì nói chung là bà con nào có cần những cái quy trình hỗ trợ của bên Bio Gia Băng, bà con có thể liên hệ trực tiếp những cái anh kỹ thuật đó, đều được hết, tất cả nhìn đều là kỹ thuật cao hết. Dạ. Đây qua cái cây tiếp theo nè. Cái này là hầu như là một đầu cây đầy 101 luôn. Trời ơi, cây này thì nói gì nữa. Cây này quá trời bông luôn nè. Mình đâu còn bàn cái gì nữa. Quá dữ rồi. Nhắc cả trời. Cấp này ngủ ngon trên Dũng. Ngủ ngon rồi. Ngon ha. Định quay để cũng chia sẻ với bà con hoài thường xuyên. Dạ. Liên tục những cái vườn mà hỗ trợ từng tận tình tận tâm là tụi em thường xuyên và liên tục như này. Dạ. Anh Dũng nhớ mà cái thời điểm mà xử lý mà làm bông tới giờ em qua nhiêu lần anh Dũng có đếm được chưa? Hầu như là tầm khoảng có nhiêu ngày em qua lần? Có 7, em nhớ hình như là có 7-8 lần rồi ạ. 7-8 lần ha. Nhớ nhớ vậy thôi nghe chứ không có nhớ chính xác là rồi. Đúng rồi đó. Tại chứ mặn là, mặn 7 ngày tới 10 ngày là em mặn biết rồi, mặn biết rồi, ông hỏi tuổi tôi không nhớ luôn đó. Ồ, cái quần này bông coi nè. Cái gọi là gì? Là cái trách nhiệm mà để cùng bà con mà chúng ta nắm bông xuống chợ nào lấy bông hay theo dõi ha, theo dõi cũng như là quá chân bông quá bông nào cũng lấy quá chân bông cũng như là của cây để cho một cho có một kết quả tốt nhất của bà con. Hả? Dũng anh chia sẻ thì anh nói giờ làm giờ anh lãi bỏ không kịp. Rồi có nên thuê người lãi không anh? Không, mình anh em làm không anh. Mình làm cho nó ấy. Thì cũng nhắc lại với bà con nha. Thí dụ như bà con nào muốn cần hỗ trợ về quy trình làm bông mình làm trái hay là bà con cần quy trình chăm sóc thì bà con nhất định phải tin tưởng, chứ nhiều khi bà con thay đổi qua thay đổi lại thì không có này. Mình đi qua cây tiếp theo nha mọi người. Cây tiếp theo nè, bông nè, bông to lắm nha, bông to bằng cái ngón chân cái luôn nè, bông to như vậy sau này xuống trái nó mới to được nha. Đây là kết quả làm bông làm trái mít ruột đỏ sơ vàng tại vườn mà bên trung tâm cây giống hỗ trợ cho chủ đầu tư. Cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được phục vụ và đồng hành cùng quý bà con chúng ta trong quy trình làm bông làm trái mít ruột đỏ sơ vàng nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.